Ủa sao gì sớm vậy? Bảo vệ kêu đó. Đâu bảo vệ đâu? Bảo vệ kêu nãy giờ. Ồ, vậy đi về đúng không? Nhưng mà ý là muốn quay thì quay nhiêu biết nữa đi về luôn. Bảo vệ kêu nãy giờ đó. Bảo vệ kêu nãy giờ ha. Thôi giờ mình cũng chuẩn bị mình đi về ha. Thấy hồi tại thấy bà con đến đông quá nè. À mấy anh bảo vệ đi về phải không ta? Thôi vì mình xin clip để mình quay bà con cô bác đến viếng mộ của cầu năm. À 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Bây giờ là 17:13 ngày 24/6 ha. Đó thì đây có lẽ là clip cuối cùng 15m sẽ ghi hình lại để chia sẻ cho bà con cô bác. Dạ con chào cô chú nha. À chú ơi mình đến từ đâu chú? À, Tây Ninh hả chú? À Quảng Trị hả chú? Về thành phố. Nhưng mà từ Quảng Trị chú vào đây lâu chưa chú? Một tuần thôi. Dạ một tuần thôi. Ồ rất là xa chú, ha. Chú ở đâu chú? Quảng Trị thì thành phố Đông Hà. Đông Hà. À Đông Hà. Ồ Đông Hà ha. Dạ. Thành phố Đông Hà. Vậy là đây là đoàn của mình hả chú? Dạ. Rồi, thôi tụi con cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. À, mấy cô chú này riêng ha. À, chú này riêng. Dạ, vậy là... Quảng Trị, Quảng Ngỡ phải không? Con ở ngã tư Sòng đó chú. Chợ Chợ Sòng á, Chợ Sòng. Đó, thì bà con cô bác ha, đến viếng nè. Mà làm bếp sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem. À, chiều nay. Hôm nay mới phát hiện chị gái, chị ơi chị tên gì chị? Hôm nay em thấy chị đến nhiều mà em chưa biết luôn á. Chị sắp trở thành bộ phận ekip của cậu Năm rồi nè. Em ở lại hả? Chị áo đỏ là chị Lan ha. Còn chị áo trắng là chị Huệ đúng không? Lan Huệ cậu ai Lan Huệ khóc rồi. Ồ chị Trang, thôi mình để hết luôn đi chị. À ý là mình đổ bớt ra hả? Đây em cầm cho chị Lan. Chắc là mình chắt nước ra luôn ha. Nước ở trong đây. Chắt nước ha. Tại nãy giờ cũng mưa rồi. Lấy găng khô mà lau sơ rồi. Tối nay mình có tán nữa không chị? Không mà lâu lâu mà tới em lần là cũng hay lắm á nha. Mà chị có đi xem thầy Bói không? Thầy Bói kêu là trời mưa là không được mặc áo trắng nha. Thiệt mà thầy Bói nói vậy đó. Trời mưa là không mặc được mặc áo trắng biết sao không? Dơ. Rồi em đỡ được chưa? Rồi ok chị nha. Nói vui chị thôi nha. Mặc trang phục như thế nào thì tùy mình chứ không biết trắng hay là đen gì hết. Chị tên Huệ. Chị tên Huệ mà. Mỗi em kêu chị Huệ là chết dành cái chịu nha, không nói tên thật là dây thiệt luôn hả? Bây giờ là 17:16. Còn khăn ông em lo phụ. Giờ anh em mình lao đi. Lỡ liếc lát nữa hết khô thì này khăn ướt mà ta. Trước khi mình phải lao mình vắt nước ở gì nè. Mà khăn này nó nước nhiều ha. Khăn ướt mà. Cái này là đúng ra là ta lao gì đó không? Cái người ta lao khăn á. Là nó rút nước rồi mình lao vô là nó không rút nước rồi. Cái khăn này là của một cô người Hoa nè. Hôm trước thì cô đến đây nè, cô nói tiếng Hoa với cậu Năm á nha. Thiệt mà. Cái em hỏi ủa cô nói tiếng Hoa cậu Năm nghe được không? Cô mới nói là cậu Năm là biết nói tiếng Hoa. Tại vì cũng có trong một cái tuồng á là cậu Năm nói tiếng Hoa đó. Cái gì đó, Hào Trình đó. Hào Trình cái
tuần cải lương là học trình này theo cái phòng. Cẩn thận nha chị. Dưới tuần gì từ gì phải không? Đường, bà xã của 15 mét thì đi hấp nhang cho những cái ngôi mộ xung quanh. Ở đây khán giả ha cũng đi thắp nhang những cái ngôi mộ xung quanh đây luôn. À đằng kia thì chị siêu mẫu chắc có lẽ là chuẩn bị đi về. 25 cái ở đây thì cô đang hấp nhang. Cô ơi, con chào cô nha. Dạ, cô mình đi một mình hay sao cô? Cô đi mình, nhà cô gần đấy. Dạ. Dạ. Trong trong đây nè mà đi cô. À. Cô vô đây. Thôi mà lấy cái quạt đâu, cái quạt dạ. Đâu? Cô vô hoài. Ủa? Chưa về hả chị siêu mẫu? Dạ 15 hết. Dạ em chào anh bụng bự. Tại hổng mặc áo vàng kêu anh áo vàng, mà nay họ không mặc áo vàng nữa kêu anh bụng bự luôn. Ê, bà xã em cầm mình điện thoại anh đi, anh đốt nhang cho cậu trước khi mình về ha. Rồi bây giờ ai cũng thắp nhang cho cậu trước khi về. Ủa, em cầm giùm anh tí ha, để anh ấy cái nha. Cô chị mới tháp có hai cây vàng thôi nè. À hai người. Bây giờ đem ra đây. Yeah. Cái bánh rồi đấy, có dặn ai đâu, có dặn ai chưa? Chưa, bây giờ còn có đâu có ai đâu. Sợ chú tiểu hoa viên nó tối nấy. Tiểu bông trên đó lấy xuống không hay để luôn. Hai thì hai nữa anh để xuống dưới đất đi. Trực tiếp mà đem trong hết luôn chứ để tắt được mấy. Alo. Dạ. Mơ kêu cô Loan lên giùm cái. Ẩm em lên để. Phải cảm ơn chứ anh, không cảm ơn lần sau sao nhờ được. Không cảm ơn cháu vậy cô cũng anh cứu vậy à. Ở đây thì bà con cô bác ha đang chụp hình để làm kỷ niệm trước khi ra về. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.